em chiết linh sam nha bạn, linh sam trắng trắng cuốn xanh á, có người thì kêu trắng phớt hồng, có người thì kêu trắng tinh khôi, cũng do người ta đặt thôi. Chứ này mình còn mấy chục nhánh, như linh sam tím, tím đào điểm cũng còn mấy chục nhánh. Hai loại trắng với tím, trắng với tím nha các bạn, trắng tím. Hai loại, mua xen kẽ hai loại về sưu tập cũng được nè. Này tím đào điểm nha bạn, mình chỉ bán đúng một loại là tím đào điểm thôi. Tím trắng, trắng phớt hồng, trắng tinh khôi, trắng cuốn xanh, nó có ba tên nữa. Em chiết linh sam trắng với tím nha bạn, tím đào điểm với trắng, trắng phớt hồng.